Chào cả nhà, buổi sáng vui vẻ nhá. Cả nhà mình mới làm mấy bạn, mình ghé mình mua bánh mì để mình ăn sáng nhá. Bây giờ mình mời các bạn ăn sáng mình nhá. Sáng nay mình dùng là có cơm sườn bạn với bánh mì nhá. Năm bộ bánh mì. Mình chấm nước mắm cho các bạn này, bây giờ mình mời các bạn mời các bạn nhá. Nước mắm vào cho các bạn. Mắm chua vào. Ngon. Ngon quá. Ngon. Cơm sườn ngon quá. Làm miếng cà chua. Buổi sáng là làm ca đêm rồi, cho nên có thời gian để nấu ăn. Mình về mình mua để ăn xong này mình đi ngủ. Nên ăn cơm ngon quá, sáng làm đem về ăn ngon. Giờ mình muốn ăn thử thức hết 5 bánh mì và một hộp cơm bạn. Bên mình làm thêm hạt cà chuối nữa.
Vâng. Bạn xem video này hay nhớ, nhớ cho mình một like nha, một đăng ký kênh để mình có nhiều động lực để làm việc, để cái kênh mình được phát triển nhiều hơn nữa. Mình cảm ơn tất cả mọi người đã đăng ký và ủng hộ mình nha. Giờ mình xin được kết thúc clip tại đây nha. Các bạn đừng quên đăng ký kênh nha, để nhận những thông báo video cập nhật mới nhất từ kênh của mình nha. Chào mọi người nha.